văn, nhược vị độc xà, hiết sở thích giả, thủ càn gương mạc, chủ nhất thất biến, trước sang trúng, lập tức trừ sai. Việc dịch, nếu bị rắn độc, rết cắn, dùng gừng khô, nghiền thành bột, tụng chú vào đáy bảy biến, rồi đắp lên vết thương liền hết. Lược giảng, nếu bị rắn độc, rết cắn, độc xà là những loài rắn độc, hiết là loài rết hay bọ cạp, thích là bị châm, chích hay cắn. Loại rắn và rết, bọ cạp bị nó chích, cắn thì rất đau, nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Như loài ong vò vẽ cũng vậy. Có một số loài ong đốt thì không nguy hiểm, nhưng bị ong vò vẽ đốt thì có thể mất mạng. Dùng gừng khô nghiền thành bột. Lúc này nên lấy gừng khô nghiền ra thành bột, tụng chú vào đáy bảy biến, sau đó trì vào đó bảy biến chú đại bi, rồi đắp lên vết thương, rồi đắp lên chỗ bị cắn thì độc tố được giải trừ ngay lập tức, chất độc được giải trừ rồi thì sẽ không sao cả. Long não hương và an tức hương có chức năng xua đuổi tà ma. Tà ma và quỷ thần ngửi thấy mùi hương an tức và hương long não liền sợ hãi, vì hai mùi này hễ tà ma ngửi vào sẽ chịu không nổi, nên có nó thì tà ma tránh xa. Thậm chí những linh hồn vất vưởng hay tạp mị, vọng lượng ngửi thấy mùi liền chạy xa. Cho nên lấy chúng nấu với nước sạch có thể loại bỏ được cổ trùng. Gừng có vị cay, mặc dù rắn độc và bò cạp đều có độc, nhưng độc của chúng lại kỵ cay. Cho nên bột gừng khô có năng lực giải trừ những loại chất độc này. Vết đốt sẽ nhanh chóng lành lại. Lại niệm chú đại bi bảy biến, đắp vào chỗ châm chích thì liền nhanh khỏi. Hiệu quả chữa bệnh đều lấy trên nguyên tắc lấy độc trị độc. Nền tảng tương khắc với nhau cũng là hiện tượng vật lý tự nhiên. Như triết học Trung Quốc có học thuyết ngũ hành, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Bởi thế, bệnh này lấy loại thuốc khắc chế cũng là một tác dụng vật lý. Phàm tất cả các phương pháp chữa bệnh, thuốc gì, bệnh gì đều là tác dụng vật lý. Hán văn, nhược vị áp oán, hoành tướng mưu hại giả, thủ tịnh độ, hoặc miếng, hoặc chá, niêm tác bổn hình, ư thiên nhãn tượng tiền, chủ tấn thiết đao, nhất bách bát biến, nhất chủ nhất tiệt, nhất xưng bỉ danh, thiêu tận nhất bách bát đoạn, bị tức hoan hỷ, chung thân hậu trọng tương ái kính. Việc dịch, nếu bị kẻ thù oán mưu hại, nên dùng đất sạch, hoặc bột, hoặc sáp, nắng thành hình kẻ ấy, xong để hình nhân trước tượng thiên nhãn, tụng vào lưỡi dao 108 biến đại bi, sau đó lại tụng một biến, thì cắt hình nhân một dao và kêu tên người kia một lần, cắt thành 108 đoạn, rồi đem hình nhân đã chặt đốt đi. Y theo pháp thức như thế, kẻ oan gia thù nghịch sẽ đổi ra trạng thái vui vẻ, thân hậu đối với ta, trọn đời đôi bên quý mến lẫn nhau. Lược giảng, nếu bị kẻ thù oán mưu hại, giả sử như có người oán thù với quý vị, hoặc do hiểu lầm, hoặc do bất đồng quan điểm về điều gì đó mà dẫn đến thù oán với nhau, họ muốn dùng mọi thủ đoạn thâm hiểm, mưu hại hoặc gây bất lợi cho quý vị. Điều này đối với quý vị không tốt chút nào. Lúc này, quý vị nên dùng đất sạch, loại đất sét sạch, hoặc bột, hoặc sáp. Bột là bột làm từ ngũ cốc hoặc sáp nến. Tiếp theo thì nắng thành hình kẻ ấy. Quý vị có thể nặn chỗ đất, bột, sáp đó thành hình của kẻ thù oán, hoặc chính hình của mình cũng được. Nói chung là thành hình người. Xong, lại để hình nhân trước tượng thiên nhãn. Nặn xong hình người thì đặt nó trong tượng Quán Thế Âm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Tụng vào lưỡi dao 108 biến đại bi, trì 108 biến thần chú đại bi vào lưỡi dao. Sau đó
lại tụng một biến thì cắt hình nhân một dao và kêu tên người kia một lần, cắt thành 108 đoạn. Sau đó, dùng con dao đã trì chú vào đó, cắt hình nhân thành 108 đoạn. Tụng xong một biến chú đại bi, kêu tên kẻ thù oán một lần thì cắt một đoạn, rồi đem hình nhân đã chặt đốt đi. Chặt xong thì đem đốt đi. Nếu là hình nhân bằng đất, bằng đất thì nó sẽ không cháy, vậy nên không nên dùng đất để làm hình nhân. Còn hình nhân bằng bột hay sáp thì đốt xong nó sẽ cháy thành ra tro. Y theo pháp thức như thế, kẻ oan gia thù nghịch sẽ đổi ra trạng thái vui vẻ. Nếu có thể đúng theo pháp mà làm, thì kẻ thù muốn hại quý vị sẽ không hại quý vị nữa. Thân hậu đối với ta, trọn đời đôi bên quý mến lẫn nhau. Họ đối với quý vị sanh tâm hoan hỷ, trọn đời tôn trọng quý vị, quý mến quý vị và không có ý nghĩ mưu hại quý vị. Hán văn: nhược hữu hoạn nhãn tình hoài giả, nhược thanh mân nhãn ám giả, nhược bạch vận xích mạc vô quan minh giả, thủ ha lê lạc quả, am ma lạc quả, bính hề lạc quả, tam quả các nhất quả, đạo phá tế nghiên, đương nghiên thời, duy tu hộ tịnh, mạc sử tân sản, phụ nhân cấp trư cậu kiến, khẩu trung niệm Phật, dĩ bạch mật nhược, nhũ chấp hòa, phòng nhãn trung trước, kỳ nhân nhũ, yếu tu nam hài tử mẫu nhũ, nữ mẫu nhũ bất thành, kỳ nhược hòa cánh, hoàng tu thiên nhãn tượng tiền, chủ nhất bách bác thiên, trước nhãn trung mãn thất nhật, tài thâm thất thuận phong, nhãn thanh hoàng xanh, thanh mân bạch vận giả, quan kỳ thành giả. Việc dịch: nếu bị bệnh về mắt, hoặc thanh mân, hoặc bạch vận, hoặc mắt kéo màng đỏ, không thấy được ánh sáng, nếu dùng trái ha lê nặc, trái am ma lặc, trái bệ hê lặc, mỗi thứ lấy một quả, đem đập nhỏ rồi nghiền mịn ra. Khi đập, nên ở chỗ vắng lặng, giữ cho sạch sẽ, chớ để cho chó, lợn cùng đàn bà mới sanh thấy. Miệng luôn niệm Phật. Nghiền xong đem hòa với mật trắng hoặc sữa người rồi đắp mắt. Sữa này phải là của phụ nhân sanh con trai, chứ không được dùng sữa của người sanh con gái. Khi hòa thuốc xong, đem chén thuốc để trước tượng thiên nhãn, tụng chú 108 biến. Trì chú vào thuốc rồi, bệnh nhân phải ở nơi nhà kín, tránh gió trong thời gian 7 ngày và dùng thuốc ấy đắp vào mắt. Làm như thế, tròng con mắt hư lại sáng. Các chứng kia đều lành, mắt thấy được tỏ rõ. Lược giảng: nếu bị bệnh về mắt, mắt là biểu hiện của tâm, mắt là hình ảnh tái hiện của tâm. Mắt người tại sao bị hư? Đó là do họ có tâm không tốt. Tâm tốt thì mắt tốt, tâm xấu thì mắt xấu. Đó là lý do tại sao người Mỹ dạy mọi người nhìn vào mắt người khác từ khi còn nhỏ. Còn người Trung Quốc thì không có thói quen đó. Vì nếu quý vị nhìn lâu vào mắt ai đó, họ sẽ ngượng ngùng và cảm thấy rất xấu hổ. Về mắt, Mạnh Tử nói: lòng ngay thẳng thì đồng tử trong, lòng không ngay thẳng thì đồng tử đục. Lòng người nếu chánh thì mắt sẽ trong, lòng không chánh thì mắt mờ kém. Bởi mắt mờ đục nên mở và nhắm cũng như không, nhìn cái gì cũng không rõ ràng. Có một loại bệnh về mắt là mau tử mao, mắt lờ mờ. Mao chính là không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Khi nhìn giống như có vật gì cản trước mắt. Tại sao? Đó là bởi vì tâm không ngay thẳng, hoặc quan điểm tà kiến, hoặc uống rượu chè sa ngã, hoặc phóng túng háo sắc, rọt nóng giận. Rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng tất cả những việc làm tiêu hao đến tinh, khí và thần là nguyên nhân căn bản. Có câu chuyện Tiếu Lâm. Có một anh chàng nọ, đặc biệt có đôi mắt rất tinh anh. Tinh như thế nào, đến nỗi ngoài 40 dặm, anh ta còn thấy con muỗi thở như thế nào. Nhưng lại nghịch đời, khi anh ta bước chân ra khỏi cửa,
lại vấp nhầm con bò. Quý vị xem, anh ta có thể nhìn thấy một con muỗi thở cách xa 40 dặm, nhưng khi ra khỏi cửa lại vấp phải con bò. Điều này có vô lý không cơ chứ? Để tôi kể một công án khác về thị lực kém. Có anh chàng, đôi mắt hình như rất kém, ban đêm không thấy, ban ngày cũng không thấy, mắt anh ta kém đến như thế nào. Khăn tay đen rơi xuống đất như quả bay. Một hôm, chiếc khăn tay màu đen rơi xuống thì anh ta ngỡ là chim quạ bay qua. Ai như bên cạnh vợ tôi đấy. Vợ anh ta ngồi bên cạnh, anh ta lại hỏi ai đấy. Thậm chí, anh ta còn không nhận ra vợ của mình. Một rèm có lỗ hơn chục quả. Rèm cửa có nhiều lỗ tròn. Ánh nắng chiếu vào rèm cửa và rọi xuống dưới đất. Trên đất có những vệt nắng vàng hình tròn. Anh ta lại tưởng những vệt nắng dưới đất là trứng gà, vội đi nhặt. Bóng trăng soi hoa lại nhặt củi. Còn ánh trăng soi một cành hoa, bóng của cành hoa dưới nền đất thì ngỡ là cành củi khô, vội đi đến nhặt. Nhãn rỗi xem tranh đau cả mũi. Nhưng thật kỳ lạ là khi rảnh rỗi, anh ta xem tranh đến nỗi mũi bị viêm do ngửi nhiều. Bận khóa tủ sách lại đứt lông mày. Có lần anh ta trong lúc hoảng loạn muốn đi khóa tủ sách lại, nhưng do vì cúi sát gần tủ khóa quá đến nỗi bị đứt cả lông mày. Chuyện cười lại càng thêm cười, rồi lại thêm một chuyện buồn cười nữa. Đi thổi đèn làm bỏng da môi. Khi đi thổi đèn dầu, do vì không nhìn rõ nên anh ta đưa môi đến gần đèn đến nỗi làm bỏng cả da. Quý vị có hay đọc chuyện cười không? Chuyện này là chỉ những người có bị mờ mắt. Nhược thanh mân, nhãn ám giả. Thanh mân chính là sáng sớm thức dậy, mắt mở ra bình thường, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Đây còn gọi là tật lác mắt, giống như mắt của con quạ. Tuy mắt mở nhưng không nhìn thấy gì. Nhược bạch vận, xích mạc, vô quang minh giả. Bạch vận tức là trong mắt có đốm trắng, còn nguyệt vận là chứng bệnh hoa mắt chóng mặt. Xích mạc tức là mắt kéo màng đỏ, mắt có màu đỏ. Vừa rồi nói đến cổ sư mắt có màu đỏ cũng tương tự như vậy. Vô quang minh là người không thấy được ánh sáng, không cảm nhận được ánh sáng. Ha ha ha,